tính mạng thân gia cư nhiên khoác lên người một nam nhân xa lạ. Sao lại có chuyện xui xẻo như vậy? Quan trọng nhất là còn không biết nam nhân xa lạ kia ở nơi nào. Vì sống sót đành phải bán đứng học thức của mình, giúp người ta đối mặt với cái này để kiếm tiền sinh hoạt phí, nữ chính đối mặt nhất tuyệt, chỉ cần để cho nàng nhìn thấy là có thể biết ngươi là người có thể kiếm tiền hay là biết đọc sách, có thể cưới mấy bà vợ, ngay cả làm sao đối phó với mẹ chồng cũng có thể dạy ngươi. Chương 1 gặp gỡ khó khăn làm đủ loại người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Đuổi ra sư môn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Công tử thật dễ nhìn một. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Công tử thật dễ nhìn hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương không năm. Công tử thật dễ nhìn ba. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương không sáu. Không giống nhau cô nương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Giang hồ phiến tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 08 Phong sinh thủy khởi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 09 Giải quyết hết thảy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Hiền phi nguyên nhân cái chết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét